Xin chào mọi người, xin chào cả nhà. Bé Tiếu không mọi người? Ra đây con, ra đây con. Bé ra đây. Đây cho ăn nè. Đó thì mình cho bé mới, nói chung mới ăn cơm xong, nhưng mà bây giờ cho bé thêm ăn thêm một miếng hạt để buồn buồn ăn chơi. Được không? Ra đây, ra đây, ra đây. Thì cái này này của siêu nhân tặng nha mọi người. Thì mỗi lần xách cái bịch này lên cho các bé ăn là mình nhớ tới chú Khanh nữa. Thì cảm ơn chú Khanh rất nhiều đã quan tâm giúp đỡ mình. Thì nói chung là chú Khanh cũng đường xá xa xôi, nói chung hổng mình cũng đi lên một lần để chở thức ăn này về rất là mệt, xa lắm. Nó thì mà chú Khanh thì đi xa hàng ngày vậy là rất rất là mệt mỏi. Nó thì cảm ơn chú Khanh rất nhiều đã quan tâm giúp đỡ. Nó thì bé này cũng nhờ chú Khanh cho hai viên để trị cái bệnh viêm da nè. Nó thì mình sẽ tới ngày tới giờ thì mình sẽ cho nó uống. Đó, và hôm nay bé cái vết thương cổ bây giờ cũng đã lành lặn rồi. Đấy, cái vết thương cổ bây giờ nó lành lặn rồi mọi người. Cái cổ bây giờ là nó khô queo rồi. Nhưng mà còn cái cổ giờ bé hết rồi nha mọi người. Tự nhiên chui vô đó làm chi ta, tôi vô tới rồi nhảy tưng 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 rồi xong chui vô đó làm chi. Ra biểu ai? Ê ê bé con, bé con ra biểu ai? Bẻo bẻo nè, biểu nè. Làm gì trong đó à? Rồi là lấy hai tay nó bươi gì kìa mọi người. Bươi hai ba cái rồi xong nằm. Ngộ ha. Đó thì cái clip này mình quay cho mọi người thấy là cái vết thương của bé đã bình phục. Và bé được tắm xà bông nè, nước lá trà nè, rồi được bôi cái những cái dung dịch để khử trùng nè, đủ thứ luôn. Thì hôm nay bé hết hết hồi rồi mọi người. Và có phần lanh lẹ hơn rồi đó, có phần ngoan hơn rồi đó. Phải chưa, phải chưa con gái? Ra biểu coi, ăn xong rồi giờ làm biến rồi mình cho thức ăn riêng nó không ăn mọi người. Ngán rồi, lát ăn nữa à.
Cổ của bé giờ khỏe rồi đó. Giờ bé nói chung là ngứa một số nơi. Và lanh, nhìn con mắt lanh kìa. Không nói chuyện với tôi luôn ta, nhảy vô rồi tưng giờ không nói chuyện mình luôn, nó chiều thì đằng cuốn của mình nó ăn cơm xong rồi nó nằm vắt vẻo trên cái sạp rồi mọi người đó, thì mình đứng bên chuồng mình bé này mình quay bên kia luôn, còn con trai tắm rửa cho cha đi. Con ăn cơm xong rồi tắm rửa, lát cha đưa con đi học nha. Để lên nha. Gì con? Điện thoại rõ rồi. Chơi chơi. Chơi con. Ra lại. Ra lại con. Nó thì tắm qua nay 2-3 lần cái chắc nó bong cái da bị bong ra mà mọi người, nên nó ngứa. Thì mình nấu lá trà mình pha với miếng muối vậy đó. Gì con? Để trên bàn á. Con tắm lẹ đi, trễ giờ rồi đó, 5 giờ rồi đó. Thiệt bộ, coi coi. Ừ, tranh thủ lẹ đi, còn tắm làm chi, ăn cơm làm chi. Nó con mình nó càng ràng với mình bớt 1 thêm 2 hoài mọi người. Tới giờ đi học mà mình phải năn nỉ nữa đó. Nó thì mấy bữa mình phải, bởi vì mình phải nghỉ học, nghỉ làm bảo vệ là như vậy đó mọi người. Vợ mình thì giờ này 8 giờ có khi 6 giờ về, còn con mình thì 4 rưỡi mới rước về, rồi bây giờ 5 giờ đi học nữa, mà công ty quy định là phải 4 giờ vô sao làm mọi người, nên phải đành lòng bỏ. Và bây giờ mình phải ban ngày chăm sóc tụi nó, ban tới chiều cái 6 giờ chiều phức mình đó, thì mình chạy xe qua nhà ông thầy mình học ban đêm, học ngày kiểng á, để cho cứng tay nghề để đi làm mướn. Cũng rồi ban ngày có ông sư phụ ổng nhận kèo thì ổng dắt đi theo, thì ổng trả lương theo kiểu thợ giúp việc đó mọi người. Bữa nào có bữa được bữa cái, bữa có bữa không. Nó thì bé này bây giờ đã về đây cũng được mấy bữa rồi, nên cũng 4-5 ngày rồi, nên bây giờ bé cũng đã khỏe và dạng dĩ rồi, mình tiếp xúc được và mình tắm rửa được. Nó thì bé rất là khỏe. Nó thì da thì sẽ từ từ sẽ hết thôi. Nó cái làn da đây mọi người. Thôi xin chào mọi người đi con. Xin chào mọi người nha. Chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ nha. Thì bây giờ mình tắt máy, mình vô mình tắm rửa con mình rồi mình chở nó đi học. Thôi xin chào. Thì mọi người xem nhớ chia sẻ và bấm cho mình một like nha mọi người, để kênh mình phát triển.
có chút đỉnh nuôi đàn cuốn nha mọi người.